Em đã với Quang Thái Nông Cơ nhé anh em. Đấy thì hôm nay Quang Thái sẽ báo giá một bộ rửa xe phun thuốc nha anh em. Rửa xe hay phun thuốc thì anh em nhà mình dùng muốn dùng kiểu nào thì anh em mình thì dùng cho nó phù hợp anh em ha. Thì cái bộ nguyên cái clip như thế này là 4.250.000 nha anh em. Thì nó bao gồm nè. Cái này là bao gồm là motor toàn phát 3 kg 4 HP nha anh em. Motor đồng 100% bảo hành 6 tháng loại đời mới nha anh em. Và đây về là đầu xịt 2 HP, đầu xịt 2 HP của Amaz này, M600 này anh em. Cái này thì hồi nó là hồi trong anh em ha. Mình dùng rửa xe hay phun thuốc dùng được hết anh em. Về xe đó, một xác xe xe có hai bánh xe lớn này anh em, bánh xe lớn 20 cm và khung khá là chắc, nó làm cái sexy gắn từ bánh này qua bánh kia này anh em ha. Đấy thì nguyên cái clip như thế này thì Quang Thái báo giá cho anh em nhà mình là 4 triệu 250. Đấy, thì nó bao gồm hai dây loa răng xịn này, 1 lít nhớt này, 1 vô ly 8 này, ống hút nước này và một bộ phốt. Thì tổng thể của clip này bao ship luôn là 4 triệu 250 nha anh em. Còn anh em mình muốn mua riêng thì nó vẫn có ha, vẫn có vô ly là 50 này, dao ro 90 này, nhớt 70 này, cái xe không là 350 nè, và cái đầu xịt đấy, cái đầu xịt 2 HP của Amaz này đấy, 2 HP của Amaz thì 1.600.000 nha anh em. Còn motor 3 kg này 4 HP thì 2.300.000 đó. Anh em là muốn mua riêng, ví dụ như mình có motor rồi thì mua đầu xịt đó, mình có đầu xịt rồi ấy, thì mình mua motor ha. Còn anh em mình hư sexy thì mua sexy à, ví dụ như anh em mình có motor có đầu xịt thì mua sexy. Quang Thái cũng có bán lẻ ha, bán lẻ ra và báo tổng thể nguyên cái bộ như thế này là 4.250.000 bao vận chuyển nha anh em. Đấy, còn dây ấy thì bên Quang Thái cũng có dây xịn thì 950, 750 và 550 à, thì nếu anh em mình có cần mua dây súng thì liên hệ với Quang Thái ha. Quang Thái có Zalo trên điện thoại, Zalo trên màn hình đó. Anh em mình muốn mua phụ kiện thì cũng có ha. Thì clip hôm nay Quang Thái đích là giới thiệu với anh em nhà mình biết giá, tình hình giá hiện nay như vậy anh em. Anh em mình cần thì cứ liên hệ ha. Đầu xịt Amaz này, M600 này khá là chắc chắn, khá là dày nha anh em. Trọng lượng bản thân nặng 9.4 kg, chưa sang nhớt nha anh em. 9.4 kg khá là dày nha anh em. Vô ly thì đường kính vô ly thì 20 cm, nó có 3 đường ra nè. Đường này là đường hút vào nè anh em. Đường hút vào thì bên nhà máy có tặng rồi, có tặng cái dây rồi ha, dây lọc rồi có hết rồi. Còn đường ra thì mình có 3 đầu dây, 2 đầu dây, 2 đầu van là ga 14 và một cái đầu lớn này là ga 22 dùng để súng cao áp nè anh em. Đấy, đầy đủ ha. Đây là bầu hơi, đồng hồ áp cái này nó lên rất là căng nha anh em. Nếu anh em mà dùng motor 3 kg thì áp nó lên tới 60-70 cân anh em, khá là mạnh. Rồi cái lực nước này anh em, lực hút của nước đó, nước ra từ 30 tới 43 lít trên phút này anh em ha. Cái đầu xịt này thì dùng 2.2 kg vẫn được, nhưng mà nếu mình dùng cho khỏe áp cao luôn á, mình dùng 3 kg luôn. Cái 2.2 kg với 3 kg nó trên lệch có 100.000 anh em. 2.2 kg thì giá là 2.2 triệu, mà cái 3 kg thì nó 2.3 triệu, thêm một ngựa nữa mà nó thêm có 100.000 thì mình dùng cái 3 kg luôn cho nó ổn ha, cho nó ok. Đấy thì đây là hai cái thùng này, hai cái thùng của hai cái con máy này ha. Cái đầu xịt đó thì cái thùng này M600 này, M600 này, Amaz M600. Còn cái motor thì cái thùng đây anh em, cái thùng nó đây 3 kg tua chậm này anh em ạ. Trọng lượng bản thân của cái motor này á là nó là 19.8 kg nha anh em, 19.8 kg này anh em ha, 19.8 kg ha, khá là nặng anh em ha. Dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng loại đổi mới, motor toàn phát dùng khá là ổn nha anh em, khá ổn. Phốt này nó có cái phốt chống bụi này rất là hay nè, về cái hộp điện là đóng liền lạc và với thân máy này rất là chắc chắn này, tụ ở trong này dưới cái mặt vít đấu điện anh em, để cố định trong đó là khá là tốt và giải nhiệt rất là tốt nha anh em. Đó, nó có cái lách giải nhiệt này, mỗi bên 10 cái lách giải nhiệt này, cánh quạt lớn giải nhiệt rất là tốt. Rồi Quang Thái cũng kết luận cái clip hôm nay. Đấy, thì nguyên cái clip như thế này, bộ rửa xe này
rửa xe hay phun thuốc gì mình dùng cũng được. Áp rất là cao, mình xịt từ 8 tới 10 mét anh em, xịt cao á, xịt sầu riêng rồi từ 8 tới 10 mét nha anh em, áp thế là cao đấy. Clip hôm nay thì Quang Thái kết luận lại clip là báo giá cho anh em mình là giá 4.250.000 là nguyên clip như thế này, 4.250.000 bao vận chuyển nha anh em. Còn anh em mua lẻ thì motor 3 kg này là 2.3 này, còn đầu xịt 2 HP này của Amax này thì nó là 1.600.000 nha anh em. Đấy, guli thì 50, nhớt thì 70 và dao rang xịn này, dao của Nhật này thì 90 nha anh em, hai dao 90 ha. Rồi, Quang Thái cũng xin dừng clip ở đây. Chào thằng ái anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em nhé. Chào anh em. Chào thằng ái anh em nhé. Chào anh em.